chặn được Trần Quốc Tỏ, Tô Đại an tâm đốn trụ thưởng. Cái kết của Trần Đại Quang là một bài học có giá trị cho Tô Lâm. Làm Bộ trưởng Bộ Công an là phải ác, thậm chí ác đến tột cùng. Lợi thế khi làm Bộ trưởng Bộ Công an là trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, được quyền hành động không theo luật pháp với nhân dân và cả với các đồng chí của mình. Có điều, một khi làm trái luật, họ phải biết ném đá, giấu tay. Ác với dân thì không sợ bị trả thù, nhưng ác với đồng chí, nhất là với các đồng chí chóp bu, thì rất dễ bị trả thù khi quyền lực không còn. Trần Đại Quang khi nắm ghế Bộ trưởng Bộ Công an đã gây ra quá nhiều ân oán với các đồng chí, nên khi ra khỏi tổ kén của Bộ Công an, ông đã bị hạ một cách bi thảm. Dù lúc đó ông vẫn còn quyền lực, tuy nhiên quyền lực của ghế chủ tịch nước không đủ để bảo vệ ông. Ông Lương Tam Quang, đồng hương Hưng Yên của Tô Lâm, là ứng viên sáng giá cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Sai lầm của Trần Đại Quang khi rời ghế Bộ Công an vào năm 2015 là đã không xây dựng vây cánh đủ mạnh để thay ông nắm giữ bộ này. Đặc biệt là việc đưa em trai Trần Quốc Tỏ rời Bộ Công an cũng vào năm 2015 để làm bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên là một sai lầm rất lớn. Thế lực Ninh Bình tại Bộ Công an đã bị trống sau khi ông Trần Đại Quang rời đi. Lợi dụng cơ hội này, Tô Lâm đã ngòi lên và gây dựng thế lực Hưng Yên tại Bộ Công an. Khi ông Trần Đại Quang làm bộ trưởng đã xảy ra đại án Mobifone mua AVG. Lúc đó, ông Tô Lâm là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã dính líu đến vụ án rất lớn này. Nếu Trần Quốc Tỏ còn ở Bộ Công an, ông Trần Đại Quang hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này để mà hạ bệ Tô Lâm và đưa Trần Quốc Tỏ lên thay. Tuy nhiên, do Trần Quốc Tỏ đã rời Bộ Công an nên ông Quang không đẩy em mình lên tiếp được. Thực tế, ông Tỏ cũng không tự đứng được ở môi trường bên ngoài Bộ Công an, nên năm 2021 đã phải quay trở lại bộ này. Lúc này, ông Trần Đại Quang đã chết và Bộ Công an đã bị ông Tô Lâm thống trị. Thế lực Hưng Yên đã trở nên hùng mạnh nơi đây. Hiện nay có 3 ứng viên cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an, đó là Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực; Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng; và Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng. Theo giới thạo tin đánh giá, Trần Quốc Tỏ là Thứ trưởng Thường trực, nhưng ông đang yếu thế hơn ông Lương Tam Quang, và ngay cả với ông Nguyễn Duy Ngọc cũng vậy. Bởi cả hai ông này đều đang được Tô Lâm nâng đỡ và có thế lực Hưng Yên đằng sau. Nguyễn Duy Ngọc cũng là đồng hương Hưng Yên của Tô Lâm, là phương án 2 cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Hiện nay, Tô Lâm đang đánh mạnh vào những người liên quan đến ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trong đó có việc bắt Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông này bị buộc tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để mà trục lợi, quy định tại khoản 3 điều 366 Bộ Luật Hình Sự. Có thông tin cho biết, ông Hoành là cánh tay phải của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, được cho là đã nhận tới 60 tỷ đô la của hậu pháo, tức Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, để xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng. Ngoài ra, ông Tô Lâm cũng cho bắt ông Cao Khoa là Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi dưới thời ông Võ Văn Thưởng làm bí thư tỉnh này. Hiện tại đang cho thấy ông Tô Lâm đang nhắm đến Võ Văn Thưởng. Những việc Tô Lâm làm chính là đòn đánh vào uy tín của Chủ tịch nước trước Bộ Chính trị. Có thông tin cho biết ông Tô Lâm đang có ý chọn Lương Tam Quang thay mình, phương án 2 là Nguyễn Duy Ngọc. Bằng mọi giá, Tô Lâm phải chặn Trần Quốc Tỏ, không cho lên Bộ trưởng. Như vậy, có thể nói, so với Trần Đại Quang, Tô Lâm đang chuẩn bị chu đáo hơn cho việc rút khỏi Bộ Công an. Nếu Tô Lâm hạ được Võ Văn Thưởng để vào tứ trụ và người thay thế là Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc thì đấy là kịch bản đẹp nhất. Tuy nhiên, có thành công hay không thì phải chờ xem. Sắp tới đây, Bộ Công an và tứ trụ sẽ có nhiều vở kịch hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin chặn được Trần Quốc Tỏ, Tô Lâm an tâm đốn trụ thưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.
Hoàng Thị Thúy Lan tin đồn làm trai dính Thượng Mã Phong, được tín nhiệm cao và bị bắt. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mới đây bị bắt vào ngày 8 tháng 3, là người từng chứng kiến được việc dư luận xôn xao một thời. Đó là vào ngày 11 tháng 8 năm 2022, các trang báo đồng loạt đưa tin bệnh nhân PH sinh năm 1970, quê quán Nghệ An, sinh sống gần khu chung cư Vinaconex Xuân Mai thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, bị đột quỵ và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt, tỉnh Vĩnh Phúc, với các biểu hiện mất ý thức, ngừng thở, mất mạch. Khoảng 2 giờ sau khi nhập viện, người bệnh đã tử vong. Ông Hát là chuyên viên phòng kinh tế thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Người đàn ông đột quỵ tại nhà bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, dân đồn là bị Thượng Mã Phong. Báo chí đưa tin rằng ông Hát đến chơi, nhà một người đồng hương không may bị đột quỵ tại đây và phải đưa đi cấp cứu. Người đồng hương này là chồng của một nữ cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Báo chí buộc phải đăng tin này bởi người dân Vĩnh Phúc biến chính xác nhân vật nữ cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc này là ai. Đó là bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đáng nói, người dân đồn rằng ông Hát không phải bị đột quỵ mà bị Thượng Mã Phong. Thật ra Thượng Mã Phong cũng là một dạng đột quỵ, mà đột quỵ khi đang sinh hoạt phòng the. Có thể người dân chỉ suy đoán rồi đồn thổi. Tuy nhiên cũng có người cho rằng người dân đồn ông Hát bị Thượng Mã Phong cũng có cái lý của họ. Bởi một chuyên viên nhỏ bé của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên chỉ ngang với hàng chuyên viên cấp huyện thì sao vào nhà được bí thư Tỉnh ủy. Với vai vế chênh lệch như thế rất khó để kết thân, cho nên dân mới nghi ngờ mà tung ra tin đồn. Bất chấp những tin đồn về đạo đức và lối sống không chuẩn mực, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh này bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2011-2021-2026, trong cuộc bỏ phiếu này, bà Hoàng Thị Thúy Lan đạt tỷ lệ rất cao, tới 98% phiếu tín nhiệm. Chưa đến 3 tháng sau, bà Lan đã bị bắt vì tội nhận hối lộ. Điều này cho thấy phiếu tín nhiệm kia không có giá trị gì, nó chỉ là trò hề để lừa dối người dân mà thôi. Một nữ bí thư Tỉnh ủy dính tin đồn không tốt nhưng vẫn được tín nhiệm gần như tuyệt đối, rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó y như rằng bị bắt. Điều đó cho thấy những đánh giá của dân là có cơ sở, dù chỉ là tin đồn. Thực tế, việc điều tra xác minh về tính xác thực của tin đồn là không khó với chính quyền. Tuy nhiên, không ai làm, quan chức chính quyền vẫn bỏ phiếu tín nhiệm cho một người dính tai tiếng. Bà Hoàng Thị Thúy Lan từng được tới 98% phiếu tín nhiệm cao. Thực ra, phiếu tín nhiệm trong chế độ này không phải bằng chứng để xác định một người có trong sạch hay không, mà nó chỉ là công cụ để quan chức thăng tiến, hay ít nhất là trụ vững tại vị trí của họ mà thôi. Phiếu tín nhiệm chỉ như một lớp phấn son chát lên những khuôn mặt gớm ghiếc của tầng lớp quan lại trong chế độ này. Chẳng phải những quan, bà quan đang ngồi tù hoặc bị kỷ luật và bãi chức cũng từng được tín nhiệm cao nhất đấy thôi. Bà Hoàng Thị Lan đã bị bắt, nhưng còn đó rất nhiều quan bà khác cũng dính vết đen mà vẫn tiến thân vù vù. Trong đó phải kể đến bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Chính bà này đã ra tay nâng đỡ cho người em trai đầy danh tiếng là ông Phạm Sĩ Quý. Bà còn bị nghi ngờ là người được hưởng lợi rất lớn từ vụ tiếng súng Yên Bái vào năm 2016, khiến cả bí thư và chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh này chết một cách đáng ngờ. Hai người này để lại hai chức vụ đầu tỉnh, mà sau đó chính bà Trà đã thoa cả hai về tay mình. Lên cao đến chức ủy viên Trung ương Đảng thì chẳng có ai ngây thơ và trong sạch. Bởi nếu thật sự trong sạch thì họ đã bị loại từ vòng gửi xe rồi, chứ không thể chui được vào trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở đó không bao giờ có chỗ cho người tử tế, càng về sau lại càng không có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Hoàng Thị Thúy Lan tin đồn làm trai dính Thượng Mã Phong, được tín nhiệm cao và sổ khám.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.